Em xin chào cả nhà. Hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà hai mẫu rau như trên hình đây ạ. Hai mẫu rau nó là mẫu rau bếp nhưng được cách tân đi một chút. Như cây này là rau ốp không rỉ nha các bác. Ốp không rỉ và một cây là rau thép lớp ạ. Em làm là cán phui tang. Rau cách tân đi như cây này là các bác dùng trong chuyên thái lọc. Còn như cây ốp không rỉ này là các bác có thể đem đi rừng, đi dã ngoại ạ. Được cải tiến cách đi, tân kiểu dáng mẫu mã đi một chút. Nhìn cây rau rất là khỏe. Rau được thiết kế là vỏ ngoài là ốp không rỉ, kẹp lớp lõi bên trong nha các bác. Dễ dàng cho khâu bảo quản ạ, mà vẫn có được độ giữ bén cao với nhờ lớp lõi nha các bác. Và rau của nhà em là em nhiệt luyện nguyên con, nên là giữ trọn được tuổi thọ của cây rau ạ. Và lõi là em kẹp lên tận sống rau. Một cây dao đẹp về cả mẫu mã các bác, và nó rất là đa công dụng ạ. Với phần cán này em làm cán liền, có những chốt pin đây nha các bác, rất là chắc chắn. Gỗ là gỗ mun sọc. Các bác xem video nhấn chuông đăng ký kênh ủng hộ kênh của nhà em ạ. Và số điện thoại Zalo của nhà em là 0982 555 132. Các bác liên hệ đặt hàng qua Zalo giúp em. Em xin đo tổng thể cây rau trên hình cho các bác xem ạ. Với chiều dài của lưỡi bén là 19 cm nha các bác. Tổng thể của cây dao là 30.5 ạ. Rộng nhất là 4,3 cm. Một cây dao có thể dùng trong gian bếp hoặc là các bác đem đi dã ngoại đều được nhé. Và dày sống là hơn 5 ly. Gần 6 ly mỏng dần về mũi. Đây em hạ gờ sống đây ạ. Nhìn nó rất là bắt mắt mà cây dao nhìn nó vẫn rất là mạnh mẽ nha các bác. Một cây dao dùng rất tiện cho các bác ngại trong khâu bảo quản, mà vẫn được có độ giữ bén cao, nhiều lớp lõi. Hai sản phẩm này là đã có hạ là hàng của khách, đã có chủ rồi ạ. Các bác nào muốn đặt hàng thì em sẽ làm những cây tương tự nha các bác. Và sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu các bác đây ạ, là một cây dao này, cây dao chuyên thái lọc nha các bác. Cây dao này là dao thép lớp ạ, được em làm từ rất nhiều lớp thép tạo nên những hoa văn trên bề mặt dao. Và vân của em là vân ốp hai bên chạm lõi nha các bác. Còn bác nào mà muốn mua dao nguyên khối thì em sẽ làm dao nguyên khối và vân là vân xuyên lõi ạ. Sống dày là hơn 3 ly, mỏng dần về mũi. Chuôi liền là em ốp gỗ mun, có những chốt pin đây nha các bác. Rất là chắc chắn mà đẹp. Em xin đo tổng thể cây dao thép lớp cho các bác xem ạ. Độ dài dài của lưỡi bén là 18 cm. Rộng 6 cm ạ.
Dao có với lớp lõi có độ giữ cạnh khá cao. Độ cứng khoảng gần 60 HRC nha các bác. Một cây dao thích hợp dùng thái lọc dùng trong gian bếp ạ. Số điện thoại Zalo của nhà em 0982 555 132. Các bác liên hệ qua Zalo để được em tư vấn cho các bác. Ngoài những sản phẩm như chân hình đây thì em còn làm rất nhiều mẫu mã khác nhau, là từ dao thép lớp và dao ốp không gỉ. Các bác muốn mua những sản phẩm như nào thì cứ liên hệ qua Zalo giúp em. Và chụp màn hình lại hình ảnh muốn đặt nhé, gửi mẫu cho em thì em sẽ dễ tư vấn hơn cho các bác. Với hai cây dao như hôm nay em muốn giới thiệu là một cây là dao ốp không gỉ và một cây là dao thép lớp. Cán đều là cán phui tang nha các bác. Chất lượng lõi là như nhau, em dùng chung một chất lượng lõi. Chỉ khác nhau về ngoài là một cây là em ốp dao ốp thép lớp và một cây là em ốp không gỉ ạ. Về ốp không gỉ thì là dễ dàng cho khâu bảo quản. Còn thép lớp thì là về mẫu mã hình thức là đẹp và những lớp mà thép gấp lại với nhau ấy thì tạo lên tính đàn hồi của cây dao rất của sản phẩm rất là cao ạ. Mỗi một sản phẩm của nhà em là đều được bảo hành nên các bác cứ yên tâm khi mua hàng của nhà em nhé. Đều có bảo hành. Bác cứ yên tâm ạ. Và dao của nhà em là đều là nhiệt luyện nguyên con nên các bác cứ yên tâm về trong quá trình sử dụng cây dao là các bác chỉ cần dùng đúng chức công năng của sản phẩm là sản phẩm rất là bền. Các bác mua hàng thì liên hệ qua Zalo nhé. Video giới thiệu về hai sản phẩm mới của nhà em đến đây là hết. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video ạ. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào các bác.